Xin chào các em, lại là chị Yến, chuyên viên tư vấn chương trình du học và du học nghề tại Đức của Tổ chức Tư vấn Giáo dục Quốc tế ECS. Có bạn nào đang chờ visa, đã có visa hay thậm chí bắt đầu quan tâm đến cái chương trình du học Đức thì chị nghĩ cái bài chia sẻ tới đây của chị sẽ có nhiều thông tin hữu ích để các em có thể tham khảo. Sau khi nhận được visa thì thông thường chúng ta cũng khá là hồi hộp để chuẩn bị những cái vật dụng cần thiết có trong hành lý mà chúng ta sẽ mang sang Đức, đúng không nào? Vậy thì trong vali của chúng ta sẽ có gì? Cần mang những gì là cần thiết, đủ và hợp lý và có thể sử dụng tại Đức? Hãy cùng chị tìm hiểu xem những vật dụng cần thiết mà chúng ta sẽ chuẩn bị cho hành trang sắp tới của mình là gì nhé. Đầu tiên chính là tiền. Chị nghĩ đây là một cái vật dụng cực kỳ cần thiết và không thể quên khi chúng ta sang Đức. Với những bạn mà có xác định là sẽ ở cùng với cả gia đình này, người thân hoặc là đã thuê được nhà thì số tiền chúng ta mang theo có thể là dao động khoảng từ 500 đến 700 euro. Và với cái số tiền này thì chúng ta sẽ duy trì được trong khoảng từ 3 đến 4 tuần. Và sau đó thì chúng ta hoàn toàn là có thể sử dụng bằng cái thẻ ngân hàng của chúng ta, bởi vì cái tiền phong tỏa trong tài khoản để vào được cái tài khoản ngân hàng của chúng ta sẽ mất khoảng từ 2 đến 4 tuần. Và với những bạn, gia đình bạn nào mà có điều kiện hơn thì chúng ta cũng có thể cầm tay khoảng từ 1.000 đến 2.000 euro cho chi tiêu thoải mái. Và ngoài ra thì các bạn cũng nên mang theo một ít đồng xu lẻ như là đồng 1 euro hoặc là đồng 2 euro, bởi vì với cái đồng tiền xu này thì chúng ta có thể sử dụng để lấy cái hành lý, để lấy cái xe đẩy trong khu vực hành lý này, hoặc là chúng ta cũng có thể mua vé tàu hoặc là vé xe bus cho những cái chặng mà đường về nhà. Ngoài ra thì khi mà chúng ta chẳng may có cảm thấy đói bụng thì chúng ta cũng có thể là mua ngay được những cái suất ăn nhanh. Với cái mục này thì mình cũng có một số cái kinh nghiệm là khi các bạn xuống sân bay, tại sân bay Frankfurt khi chúng ta xuống sân bay thì chúng ta sẽ đi theo cái mũi tên chỉ dẫn thẳng ra cái khu vực lấy hành lý. Và tại đây thì chúng ta sẽ cho những cái đồng tiền 2 euro vào trong cái máy và chúng ta sẽ kéo mạnh cái xe đẩy ra để đẩy cái hành lý mang theo. Tuy nhiên, đó là những cái năm về trước thôi. Bắt đầu từ năm 2018 trở lại đây thì tại sân bay Frankfurt thì chúng ta muốn lấy cái xe đẩy để chở hành lý thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái thẻ ngân hàng. Nên với những các bạn mà chưa có thẻ ngân hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ được những cái hành khách đi cùng chúng ta để trả bằng cái thẻ ngân hàng, sau đó thì chúng ta sẽ đưa lại cho họ những cái đồng xu 2 euro. Thông thường thì người Đức cũng rất là thích giúp đỡ những người khác, nên là các bạn cũng đừng ngại ngần, để chúng ta hãy mạnh dạn để hỏi nhờ sự giúp đỡ của họ. Còn với những cái bạn nào mà cảm thấy cái khả năng tiếng của mình vẫn còn hạn chế thì chúng ta có thể nhờ các cô chú người Việt đi cùng để hỗ trợ chúng ta trong cái việc mà lấy được cái xe đẩy chở hành lý ra. Rồi, ngoài ra thì ở sân bay Frankfurt thì chúng ta có cái wifi miễn phí nên chúng ta có thể vào mạng để check in và sau đó thì báo cáo tình hình về cho gia đình chúng ta, hoàn toàn được yên tâm nha. Rồi, cái vật dụng cần thiết thứ hai có trong hành lý chị nghĩ chính là những cái giấy tờ cá nhân của các bạn. Sau khi chúng ta được visa thì đại sứ quán sẽ trả lại cho chúng ta toàn bộ những cái hồ sơ nhập học. Thêm nữa thì chúng ta sẽ cần phải mang theo như là giấy khai sinh này, rồi là cái bảng điểm mà bằng cấp đi kèm học bạ, hoặc là những cái bộ hồ sơ học nghề. Tiếp đến, chị nghĩ là chúng ta khi chúng ta còn đang ở Việt Nam thì chúng ta nên chụp ảnh ngay tại đây và có thể mang theo 10 ảnh 3,5 x 4,5 và thêm 4 ảnh cỡ 4 x 6 để chúng ta có thể sử dụng dùng dần khi qua Đức, bởi chụp ảnh ở bên Đức tại các cây tự động khá là mắc, thông thường sẽ mất khoảng tầm 8 euro cho 4 ảnh và ảnh thì cũng sẽ không thể đẹp như chúng ta mong muốn được.
Rồi với cái mục này thì chị cũng có một cái lưu ý dành cho các bạn là với tất cả những cái giấy tờ hồ sơ cá nhân chị vừa liệt kê như là hộ chiếu này, giấy khai sinh này, chứng minh thư nhân dân này, hoặc là visa, thậm chí là cả những cái ảnh thẻ của chúng ta, thì chúng ta nên scan cho vào file và sau đó thì gửi qua email để những lúc mà cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng ngay được. Hơn nữa thì với những cái danh sách giấy tờ chị vừa liệt kê ở trên thì các bạn có thể là nên cầm theo bản gốc, bởi vì làm sao ạ? Ở Đức thì cũng có khá là nhiều các cơ sở, các cơ quan không chấp nhận những cái bản dịch công chứng từ Việt Nam mang sang. Cho nên là khi chúng ta qua Đức thì chúng ta có thể sẽ phải dịch thuật tại những cái phòng dịch tuyên thệ có đăng ký tại Đức thì mới có thể sử dụng. Hoặc chúng ta có thể sử dụng thông qua những cái phòng công chứng nota tại Đức. Thì đó là những cái chúng ta cần chú ý. Tiếp đến, cái vật dụng tiếp theo mà chị nghĩ là cũng rất là cần thiết chính là cái đồ dùng học tập. Những cái vật dụng mà chúng ta có thể dùng để ghi chép cũng như là sử dụng trong quá trình học tập chính là các loại bút, ví dụ như là bút chì này, bút máy này, rồi là bút xóa này, hoặc là bút dạ này, kéo hoặc là băng keo trong, vân vân. Thì với những cái vật dụng này chúng ta có thể mua một ít ngay tại Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên mang theo máy tính. Tiếp đến là những cái thiết bị điện tử như là laptop này, hoặc là tai nghe USB này, hoặc là điện thoại sạc dự phòng. Đặc biệt là cái sạc dự phòng thì thật sự là rất là cần thiết khi chúng ta đi máy bay hoặc là khi chúng ta đi xa. Ngoài ra thì cái máy ghi âm thì chị nghĩ cái máy ghi âm sẽ vô cùng hữu ích trong cái quá trình học tập ban đầu của chúng ta tại Đức. Bởi vì trong những cái ngày đầu tiên khi chúng ta nhập học, do cái khả năng tiếng của chúng ta vẫn còn hạn chế nên là chúng ta thật sự là sẽ khó để có thể hiểu hết được những cái nội dung mà thầy cô giáo giảng ở trên lớp. Do đó thì cái máy ghi âm sẽ giúp chúng ta có thể nghe lại khi chúng ta về nhà. Ngoài ra thì các bạn cũng sắm thêm cho mình những cái ổ cắm hai chân đầu tròn tại Đức và những cái giắc cắm chuyển đổi từ hai chân sang ba chân. Bởi vì ở Đức thì các ổ cắm điện thì đều là những cái ổ cắm đầu tròn hai chân cả. Nên thật sự là chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị thật là chu đáo, thật là tốt để chúng ta khi sang Đức chúng ta có thể sử dụng ngay được. Và ngoài ra thì chúng ta có thể mang theo một ít sách này hoặc một ít chuyện để cái thời gian rảnh rỗi chúng ta có thể relax với những cái thú vui này của chúng ta. Rồi, với cái mục này thì chị cũng có một cái lưu ý, đặc biệt là những cái bạn mà gia đình mà có điều kiện hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể mua laptop tại bên Đức. Mặc dù cái chi phí, cái giá thành có thể cao hơn so với Việt Nam, nhưng về cái chất lượng cũng như là về cái chế độ bảo hành thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm 100%. Ngoài ra thì tất cả các mặt hàng ở bên Đức có thể đổi trả hoàn lại 100% tiền trong vòng 14 ngày sau khi chúng ta mua. Ở Đức thì cũng có khá là nhiều các cửa hàng điện tử phổ biến để các bạn có thể tham khảo, như là Saturn hoặc là MediaMarkt. Và nếu bạn nào chọn mua online thì chị nghĩ là chúng ta sẽ có được cái lựa chọn về giá tốt hơn. Và chúng ta sẽ cần phải nhớ là check giá trước khi chúng ta mua, xem cái trang nào giá tốt nhất. Có thể các bạn sẽ lựa chọn hoặc tham khảo trên những cái trang online như là priceflash.de hoặc là notebookbilliger.de. Rồi, tiếp đến là những cái vật dụng cá nhân cần thiết có trong cái hành lý sắp tới của mình. Đầu tiên chị nghĩ là những cái vật dụng cần sử dụng trong nhà tắm, đó là như là khăn mặt này, khăn tắm này, hoặc là bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, vân vân. Thì với những cái loại này thì chúng ta cũng mang một ít thôi. Khi mà chúng ta vẫn còn lạ đường lạ cái hoặc là chưa biết được những cửa hàng nào bán gần nơi chúng ta sinh sống nhất thì chúng ta có thể sử dụng ngay được.
Hơn nữa thì những cái vật dụng nhỏ bé như là giũa móng tay này, hoặc là bấm móng tay, hoặc là ghim bé thì các bạn cũng mua, nên mua ngay tại ở Việt Nam. Bởi vì cũng có rất nhiều bạn nghĩ là khi ở Việt Nam không quan trọng, nhưng khi chúng ta sang Đức rồi thì chúng ta mới thấy là những vật dụng này nhỏ bé nhưng rất có võ. Với cái mục này thì chị cũng có một số cái kinh nghiệm có thể chia sẻ với các em. Đó là những cái đồ dùng văn phòng phẩm ở bên Đức bán khá là đắt, cho nên chúng ta muốn mua những loại này với cái giá rẻ hơn thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cửa hàng nội địa của Đức như là DM này, hoặc là Rossmann này, hoặc là những cái cửa hàng một Euro. Hoặc đôi khi thì chúng ta cũng có thể xem những cái tờ quảng cáo, những cái chương trình giảm giá ở một loạt các chuỗi siêu thị Lidl hoặc là Aldi thì cũng khá là đầy đủ và khá là rẻ. Với các bạn nam thì chị nghĩ các bạn nên sắm cho mình một cái bộ tông đơ ngay tại Việt Nam, để khi sang Đức rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tự cắt tóc cho nhau. Bởi vì cái chi phí mà cắt tóc ở bên Đức khá là đắt, thông thường sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 30 euro cho một lần cắt không kẻ gội. Với các bạn nữ thì nếu chúng ta muốn có một kiểu tóc hiện đại thì chúng ta sẽ chọn những cái cửa hàng đắt tiền hơn. Và ngoài ra thì thuốc lá cũng là một cái mặt hàng xa xỉ ở Đức. Và chị nghĩ là nếu bạn nào thực sự là cần thiết thì chúng ta cũng có thể mang thêm một ít. Tuy nhiên thì bản thân chị thì sẽ không khuyến khích bởi vì nó có hại cho sức khỏe. Và nếu bạn nào có thể bỏ được thì cũng nên bỏ luôn. Rồi, cái vật dụng cần thiết tiếp theo thì chính là giày dép. Do ở Đức thì chúng ta đi bộ khá là nhiều, nên chị nghĩ là một cái đôi giày thể thao thật sự là tốt sẽ rất là cần thiết cho chúng ta. Ở Đức thì chị nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải mang quá nhiều giày dép từ Việt Nam sang, bởi vì ở bên này bán rất là nhiều và ở những cái dịp sale thì giá rất là rẻ. Những cái thương hiệu thời trang quốc tế như là giày Adidas này, Nike hoặc là Puma hoặc là Lacoste thì vào những cái đợt sale giá thậm chí chỉ còn bằng 1/2 giá ở Việt Nam thôi. Ngoài ra thì vào những cái đợt sale như thế này thì các bạn ngoài việc mua cho bản thân thì chúng ta cũng có thể mua về để gửi tặng cho gia đình. Chất lượng vừa xịn sò này, giá vừa kinh tế này. Vì giày ở bên Đức thì thậm chí là chúng ta đi đến mòn gót thì may ra mới hỏng được. Với các bạn nữ thì các bạn có thể mang theo 1 đến 2 đôi giày cao gót từ Việt Nam sang. Bởi vì ở bên Đức thì lựa chọn cho mình một cái đôi giày cao gót điệu đà phù hợp theo cái phong cách của châu Á rất là khó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mua thêm một đôi tông hoặc là một đôi dép tổ ong để chúng ta có thể đi biển hoặc là đi lại ở trong nhà cho nó thuận tiện. Rồi, tiếp đến là quần áo. Đây là một cái vật dụng cá nhân chúng ta có thể trưng diện trong bất cứ mùa nào, đúng không ạ? Đầu tiên thì chị cũng muốn nói quần áo mùa hè. Với quần áo mùa hè thì các bạn nữ có thể mang cho mình thêm một bộ quần áo áo dài, còn các bạn nam thì có thể mang theo bộ vest và áo sơ mi lịch sự để chúng ta có thể đi hoặc chúng ta có thể mặc trong những cái dịp lễ hoặc là những cái sự kiện giới thiệu văn hóa của người Việt Nam. Và đây là cái loại trang phục khá là mắc tiền ở bên Đức. Ngoài ra thì chị thấy là khi mà chúng ta đi tiệc này hoặc là những cái chương trình mà có người Việt tổ chức thì đa phần các bạn nữ sẽ mặc áo dài, còn các bạn nam thì mặc cái đồ rất là lịch sự. Hơn nữa thì chúng ta cũng nên mang theo 1 đến 2 bộ quần áo, quần jean và áo thể thao cho năng động và khỏe khoắn. Bởi vì là size ở bên Đức thì cũng thường là rộng và dài, nên với những cái bạn nào mà hạn chế chiều cao thì thực sự cũng sẽ rất là khó tìm. Rồi, tiếp đến là đồ mùa đông. Đồ mùa đông thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn một số ít quần áo giữ nhiệt này, áo len này, áo phao này, hoặc là găng tay, mũ, khăn. Nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta chỉ chuẩn bị một ít thôi, bởi vì ở bên Đức
những cái mặt hàng này bán rất là nhiều và chất lượng cũng rất là tốt. Ngoài ra thì cái giá thành thì cũng rất là hợp lý để chúng ta hoàn toàn có thể mua được. Và cái kinh nghiệm chị thấy là khi mà chúng ta mua áo len từ bên Việt Nam sang thì sau một vài lần giặt ở bên Đức thì thường sẽ bị xù và bay. Do đó thì chúng ta có thể là chỉ mang 2 chiếc, tối đa là 3 chiếc mang theo thôi. Còn lại thì chúng ta nên sắm ở bên này cho tiện lợi, và chất lượng thì là những cái chất lượng hàng xuất châu Âu rồi. Tiếp đến là mỹ phẩm. Với mặt hàng mỹ phẩm như thế này thì các chị em phụ nữ của chúng ta thường cũng sẽ muốn trau chuốt cái bề ngoài cho chúng ta. Tuy nhiên thì ngay cả khi chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có cái xu hướng là mua những cái mặt hàng mỹ phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là đến từ châu Âu, đúng không ạ? Chính vì thế mà khi chúng ta đã ở một đất nước châu Âu với cái chất lượng EU được đảm bảo rồi thì chị nghĩ là nếu chúng ta còn một chút mỹ phẩm như là son này hoặc là kem dưỡng hoặc là phấn chì kẻ mắt thì chúng ta có thể mang theo. Và khi sang Đức thì chúng ta sau khi mà dùng gần hết hoặc là hết thì chúng ta có thể hoàn toàn ra những cái cửa hàng mỹ phẩm nội địa của Đức như là DM này hoặc Rossmann hoặc là một số cái cửa hàng của Ý hoặc là Pháp để chúng ta có thể mua, bởi vì chất lượng vừa tốt này, giá thành hợp lý mà lại phù hợp với cả khí hậu khô nẻ ở bên này. Tiếp đến là thuốc men ạ. Với mỗi bạn thì cũng có thể có những cái bệnh lý nền tảng nên là chúng ta sẽ mang theo những cái loại thuốc đặc trị của chúng ta. Ngoài ra thì với các bạn học sinh, chị cũng thường tư vấn và lưu ý với các bạn là nên mang theo một số cái loại thuốc của Việt Nam như là thuốc cảm này, hoặc là thuốc hạ sốt này, thuốc đau bụng, men tiêu hóa và dầu gió. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ra cửa hàng thuốc hoặc là đến bệnh viện ở bên Đức để khám những cái bệnh thông thường. Nên chúng ta, ví dụ khi chúng ta bị đau bụng này hoặc là cảm thấy bị cảm cúm thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những cái loại thuốc từ Việt Nam mà chúng ta mang sang. Và với cái mục thuốc men này, chị cũng có một lưu ý dành cho các bạn là chúng ta cũng không nên mang nhiều, bởi vì khi mà thuốc hết hạn thì chúng ta cũng không sử dụng được. Và ngoài ra thì ở Đức khám bệnh là miễn phí 100%. Đó, nên là chúng ta cũng sẽ được cấp thuốc theo chỉ định toa của bác sĩ. Và ngoài ra thì thuốc theo toa thì mỗi bạn khi lấy chúng ta sẽ chỉ mất 5 euro cho một lần lấy thuốc thôi, bất kể là nhiều hay là ít thuốc. Và trong trường hợp không mong muốn, nếu chúng ta phải ở bệnh viện, tức là chúng ta phải nằm ở viện điều trị, thì chúng ta sẽ được bảo hiểm y tế của Đức chi trả 100% cho cái việc là chẩn đoán này, viện phí, thuốc men trong suốt thời gian điều trị. Rồi, tiếp đến là một cái mục vô cùng quan trọng trong hành lý của chúng ta, đó là đồ nhà bếp và thực phẩm. Và đây là cái mà làm cho chúng ta không thể đói được, đúng không ạ? Đầu tiên thì chị cũng muốn đề cập đến cái đồ bếp. Theo cái kinh nghiệm của chị thì chị thấy là các bạn nên mua một cái nồi cơm điện ngay tại Việt Nam. Và cái dung tích cũng chỉ sử dụng cho khoảng đến 2-3 bạn thôi, không nên mang cái loại nồi cơm điện quá to. Bởi vì khi sang đây rồi thì chúng ta sẽ ăn ít gạo hơn là ở Việt Nam. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ ăn các loại bún này, phở này, mì sợi này, bánh mì và khoai tây nhiều hơn. Bởi vì gạo ở bên Đức thì cũng khá là mắc ạ. Sẽ dao động khoảng từ 2 đến 3 euro cho một cân so với đồ ăn của Tây. Chính vì thế mà chúng ta thay vào đó thì chúng ta nên ăn nhiều thịt này, nhiều rau cá, vừa giảm béo lại vừa có nhiều năng lượng cho cái việc học tập của chính các bạn, đúng không ạ? Và đừng quên thì chúng ta nên mang theo một vài đôi đũa từ Việt Nam, bởi vì đũa ở bên Đức khá là đắt và chất lượng thì cũng sẽ không được tốt như ở Việt Nam. Tiếp đến với đồ dùng ở bếp thì chúng ta cũng có thể nên mang theo một con dao đa năng, sử dụng được nhiều công dụng khác nhau và có thể sử dụng được ở nhiều nơi. Ở bên Đức thì
dao cũng rất là tốt. Tuy nhiên để dùng được một cái con rất là sắc bén thì cái chi phí cũng khá là đắt. Sẽ rơi vào khoảng từ 100 đến 200 euro cho một cái con dao chất lượng tốt như thế. Tiếp đến là xoong nồi. Đây là những cái vật dụng vô cùng nặng và chị nghĩ là chúng ta cũng không cần thiết phải mang theo. Bởi vì trong những cái ngày đầu khi chúng ta qua Đức thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nồi cơm điện để chúng ta có thể nấu mì, nấu cơm, nấu cháo, vân vân. Và khi mà chúng ta đã quen với cái cửa hàng bán cũng như là những cái nơi mà bán được cái nồi niêu xoong chảo này thì chúng ta có thể ra những cái cửa hàng mua, hoặc là thường thì chị thấy các bạn du học sinh hay nói hay ra những cái gọi là chợ trời, flow mart để chúng ta tìm mua. Và với giá của những xoong nồi chảo ở đây tại chợ trời thì dao động khoảng tầm vài euro trên một món, rất là phù hợp và kinh tế cho các bạn du học sinh Việt Nam trong những ngày đầu khi mà chúng ta mới qua Đức. Rồi tiếp đến thì chúng ta cũng có thể mang theo một hai chén cơm và một cái tô vừa phải để có thể nấu đựng mì được. Đó là về đầu bếp ạ. Tiếp theo thì chị cũng muốn chia sẻ về cái đồ thực phẩm. Với đồ thực phẩm thì do người Việt Nam chúng ta là quen với cái truyền thống ăn gạo, ăn cơm đúng không ạ? Thì trong những ngày đầu khi chúng ta chưa quen với đồ ăn của Đức thì các bạn hoàn toàn có thể mang theo một ít gạo cũng như là một số gói mì ăn nhanh từ Việt Nam sang cho những cái bữa đầu tiên ở Đức thôi. Tiếp theo thì với những bạn nào đã quen với những cái gia vị của mình, ví dụ như là bột nêm này, gia vị này, thì chúng ta cũng nên mang theo một ít. Bởi vì những cái đồ này thì cũng có thể coi là đặc sản ở bên Đức. Chợ châu Á có bán nhưng mà cũng không nhiều và đôi khi giá thì cũng rất là cao đó. Tiếp đến là những cái đồ đặc sản như là me chua này, hoặc là xí muội chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta cũng có thể mang theo một ít sang bên Đức để dùng ăn dần. Khi mà sang bên này thì chúng ta mới thấy những cái đồ mà chị vừa kể trên có thể coi như là những cái hàng hiếm ở bên Đức và không phải ở chợ nào cũng có bán, và giá thành này thật sự là mắc nữa. Rồi ngoài ra thì với bạn những cái bạn nào mà thích có sở thích là thích trồng rau sạch để ăn thì các bạn cũng có thể mua một số hạt giống rau hoặc là rau thơm để chúng ta có thể mang sang trồng ở trong những cái chậu ngoài ban công, hoặc là khu ở chúng ta có vườn thì chúng ta hoàn toàn có thể mang ra trồng, hoặc đôi khi chúng ta có thể lấy đó làm những cái món quà tặng những bạn Đức được. Rồi với cái mục này thì kinh nghiệm bản thân của chị cho thấy là hầu hết thì chúng ta đều những cái mặt hàng gia dụng chúng ta đều có thể đặt mua ở Đức được. Một là có thể mua ở những cái cửa hàng điện tử như chị vừa kể trên, như là Zalando này, hoặc là MediaMarkt, hoặc chúng ta cũng có thể là đặt hàng online ở trên trang eBay, hoặc là Amazon, và họ sẽ gửi chuyển về tận nhà cho chúng ta. Rồi thực phẩm ở Đức thì khá là rẻ và đa dạng trừ rau tươi đó, nên là các bạn cũng không cần thiết là phải mang tích trữ rất là nhiều đồ thực phẩm từ Việt Nam sang, trừ những cái mặt hàng mà rất là hiếm ở Đức. Cũng có thể kể đến một số mặt hàng khô như là miến này, hoặc là nấm khô này, hoặc là đồ mộc nhĩ nấm hương chẳng hạn, như vậy thì chúng ta có thể dự trữ từ Việt Nam sang một chút vì những cái đồ này để được khá là lâu. Rồi tiếp theo các bạn cũng nhớ là trong cái hành lý của chúng ta thì cũng có một số cái mà chúng ta sẽ bị cấm khi mang sang, đó là những cái thực phẩm tươi sống này, hoặc là những cái sản phẩm từ thịt cá như là khô bò này, khô gà hay là nước mắm vân vân. Thì chúng ta khi mà chúng ta chưa thực sự là quen với cái nếp sinh hoạt ở bên Đức cũng như là những cái món ăn ở bên Đức thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những cái đồ mà chúng ta mang sang từ Việt Nam. Rồi
Và sau khi mà chị nghĩ là một thời gian, có thể 1 tháng, 2 tháng, chúng ta đã quen với cái nếp sống, nếp sinh hoạt cũng như là một số món ăn của Đức rồi, thì chị cũng hy vọng là các em có thể thích nghi và làm quen sớm được cho mình một cái cuộc sống thoải mái nhất ở Đức có thể. Vâng, trên đây là những cái thông tin hữu ích mà chị muốn chia sẻ với các em trong ngày hôm nay. Và chị hy vọng là nó thực sự hữu ích cho tất cả những cái bạn đang quan tâm, đã và đang quan tâm đến chương trình du học tại Đức. Một lần nữa thì ISF xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những live stream sau. Và hôm nay thì chị cũng xin dành ra khoảng 10 phút để trả lời, để giải đáp những cái thắc mắc của các bạn có trong buổi live stream này. Còn những cái câu hỏi sau thì chị xin dành để inbox cụ thể từng bạn nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên chị có thấy của bạn Vũ Hoàng Thảo Đan có hỏi: trước đây chị đã từng đi Đức chưa ạ? Chị có câu chuyện nào cần chia sẻ không ạ? Và lời khuyên cho tụi em đi ạ. Rồi, chị chào bạn Vũ Hoàng Thảo Đan. Cũng chia sẻ với em là sau khi tốt nghiệp khoa Đức của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia thì chị có dành một cái khoảng thời gian qua Đức để trao đổi văn hóa cũng như là học tập để nâng cao cái vốn tiếng Đức của mình. Nên là chị cũng có khá là nhiều kinh nghiệm cũng muốn chia sẻ với các em. Thì thông qua cái buổi live stream này thì chị cũng đã đúc kết được cho các bạn những cái cần thiết trong cái hành trang chuẩn bị của mình trước khi qua Đức. Còn có một số cái câu chuyện mà thực tế là chị nghĩ là nếu em muốn nghe ngay bây giờ thì chị cũng có thể kể cho em một cái gọi là kỷ niệm của chị thôi. Đó là cái trong thời gian khi mà chị qua Đức, cái trong cái tuần đầu tiên đấy thì chị ở cùng với cả một gia đình người Đức mà, nên là cái món ăn chị thật sự là chưa quen. Và hai nhà, tức là nhà chị ở và nhà hàng xóm, thì thường là cứ cuối tuần mọi người sẽ có cái một cái buổi gọi là tụ tập để chia sẻ với nhau những cái món ăn của các gia đình. Thì chị không biết là cái món đấy, chị không nhớ gọi tên ở Đức là gì, nhưng nó là một cái món cá khá là sống. Và khi mà chị thử ấy, thì chị cảm nhận là mình không có quen và chị thấy thật sự là rất là khó ăn. Nhưng mà người Đức thật sự là người ta rất là nét đấy em ạ, chứ người ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu. Đó, nên khi họ thấy chị khó ăn như thế thì họ có nói với chị là: Yến ơi, nếu mày thật sự là chưa quen thì mày không cần thiết phải ăn. Đấy, mày cứ ăn cái món ăn Việt Nam của mày đi. Đó, và khi nào mày thấy mày có thể ăn được thì lúc đấy mày sẽ thử chung các món ăn với chúng tao, không có vấn đề gì cả. Nên là chị cũng muốn chia sẻ với các em là chúng ta không ngại ngần gì cả. Và trong trường hợp nếu bạn nào ở chung với cả người Đức thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ được những cái truyền thống ăn uống của chúng ta và những món ăn nào chúng ta chưa quen thì chúng ta hoàn toàn có thể thích nghi dần sau. Rồi, chị cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thiên Kim ạ. Em thấy mang nhiều đồ sợ không đủ cân, đồ nào chủ yếu mình nên mang theo vậy chị? Chị chào bạn Thiên Kim. Thiên Kim ơi, trong buổi live stream vừa nãy thì chị cũng có chia sẻ với em những cái đồ vật dụng nào cần thiết mà chúng ta nên mang theo trong cái hành lý của mình. Thực tế thì các bạn du học sinh Việt Nam khi qua Đức thì cái hành lý của chúng ta chỉ có giới hạn khoảng tầm từ 30 đến 40 kilo hành lý ký gửi và thêm 7 kilo hành lý xách tay tùy từng hãng hàng không. Nên chúng ta sẽ lựa chọn những cái hành lý nào, những cái vật dụng nào thật sự là cần thiết cho chúng ta mang theo thôi em nhé. Và em có thể theo dõi lại cái live stream này của chị để biết là những cái vật dụng nào mình nên mang theo và không nên mang theo. Rồi, chị cảm ơn câu hỏi của em.
Câu hỏi tiếp theo của bạn là Nguyễn Thành Duy. Em thấy đồ ăn Đức rất mặn. Rồi chị chào bạn Thành Duy. Duy ơi, cho chị hỏi là em đã từng ăn đồ ăn ở bên Đức nhiều chưa? Bởi vì cá nhân chị thì đã có thời gian sinh sống ở bên đấy rồi và chị đánh giá là đồ ăn của Đức không hề mặn đâu em ạ. Có điều là đồ ăn của Đức sẽ thiên về, tức là họ trong cái món rán của họ, thay vì sử dụng dầu ăn thì họ sẽ dùng bơ để rán, nên là các món ăn của họ sẽ có xu hướng là ngậy hơn và béo hơn thôi em nha. Và nếu bạn nào mà mong muốn là mình có thể tăng cân thì chị nghĩ là Đức thực sự là môi trường phù hợp với các em đấy. Rồi, chị cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Nguyễn. Chi phí từ A tới Z là bao nhiêu? Rồi, chị chào bạn Nguyễn Nguyễn. Thực tế thì cái câu hỏi này của em chị cũng chưa hiểu nội dung chính xác lắm, bởi vì nó vẫn khá là chung chung. Tại vì các chương trình đi du học Đức hiện nay thì cũng có khá là nhiều. Em có thể lựa chọn chương trình đi du học đại học này, chương trình đi du học nghề. Và trong chương trình đi du học nghề thì cũng có những cái nghề khác nhau, như là nghề điều dưỡng này, nghề nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, hoặc là những cái nghề cơ khí. Thì với mỗi chương trình cũng sẽ có những cái chi phí khác nhau. Nên nếu em thực sự quan tâm đến cái chương trình cụ thể nào thì học cho team ISF thì các chị sẽ trả lời em trực tiếp nhé. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn là Vũ Hoàng Minh Nhật ạ. Bên ISF đang có chương trình nào sắp tới không ạ? Rồi chị cảm ơn câu hỏi của bạn là Vũ Hoàng Minh Nhật. Thực ra hôm nay là cái buổi livestream, chị muốn chia sẻ về những cái vật dụng cần thiết cho các bạn trước khi qua Đức. Tuy nhiên thì với câu hỏi này chị cũng có thể giải đáp thắc mắc của em luôn. Là hiện nay thì ISF đang có những cái chương trình điều dưỡng và nhà hàng khách sạn cho cái kỳ nhập học tháng 3, tháng 4 năm 2021. Và đây là những cái chương trình miễn chứng minh tài chính, miễn học phí B2. Nên nếu em đã có bằng B1 hoặc đang có 2 đến 3 kỹ năng B1 rồi, hoặc với những bạn nào mà đang chuẩn bị hết hạn bằng B1 hay đang phải chờ hợp đồng lâu, thì chúng ta hãy nhanh tay inbox cho team at ISF để chúng ta có thể sang bên Đức và kịp kỳ nhập học mong muốn nha. Rồi, chị cảm ơn câu hỏi của em. Do thời gian của buổi livestream có hạn nên chị sẽ dành trả lời hai câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi của bạn Andy Nguyễn ạ. Em thấy nước uống ở Đức họ không giống mình hả chị? Rồi, chị chào Andy Nguyễn. Đúng em ơi, với cái kinh nghiệm của chị thì khi mà chị sống ở bên Đức, chị thấy họ không có đun nước uống giống như người Việt Nam mình nha. Họ sẽ thường ra siêu thị để mua những cái bình nước uống đóng chai, như những cái chai Lavi to của mình về để uống đó em. Và những cái chai đó thì sẽ khoảng dung tích khoảng 1,5 lít, hoặc là những cái chai nhỏ khoảng tầm 500ml. Và chúng ta có thể lựa chọn nước uống không ga hoặc nước uống có ga. Và với cái kinh nghiệm của chị thì cái trong thời gian đầu tiên khi chị mới qua Đức thì chị có sử dụng cái nước uống có ga của họ thì chị thấy không quen, bởi vì là cái mùi vị nó hơi khác, nên đa số thì chị thường dùng cái nước uống không ga của họ để uống thôi. Còn với bạn nào mà đã quen thì chúng ta hoàn toàn có thể là ra siêu thị để mua những cái bình nước này về sử dụng. Còn những bạn nào mà muốn tiết kiệm tiền thì chúng ta cũng có thể là đun nước ngay tại nhà để sử dụng như thói quen chúng ta vẫn sử dụng ở Việt Nam nha. Vâng, câu hỏi cuối cùng của bạn Hân Nguyễn ạ. Có được đem nước mắm sang Đức không chị? Rồi, chị chào Hân Nguyễn. Chị nhớ là cái đoạn cuối của buổi livestream ngày hôm nay thì chị có chia sẻ một số cái vật dụng mà chúng ta không mang được trong cái hành lý của chúng ta, chính là nước mắm. Tuy nhiên thì nếu em đã có cái thói quen ăn nước mắm ngay tại Việt Nam
và khi sang Đức em vẫn muốn sử dụng, thì em hoàn toàn có thể ra các chợ châu Á để mua, vì ở chợ châu Á bán cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì giá thành nó sẽ cao hơn ở Việt Nam một chút thôi em nha. Rồi, đó là cái câu hỏi cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc buổi live stream này, thì hôm nay là 29, cũng gần hết năm rồi, thì chị cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các bạn đang theo dõi buổi live stream này. Chúc các em sức khỏe và sẽ đạt được cái mục tiêu sang Đức sớm nhất của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.